Chào các bạn, đôi khi chúng ta cần sạc điện thoại nhưng không có chỗ để là đặt điện thoại xuống cắm dây vào sạc, thì chúng ta có thể làm như thế này. Cắm cái điện thoại vào trong cái sợi dây sạc và dùng cái sợi dây này nè, đặt cái điện thoại lên và gác cái dây sạc vào trong cái chân cắm này. Đặt như thế này chúng ta cũng có thể sạc điện thoại rất là dễ dàng. Tạm biệt các bạn. Chào các bạn, khi chúng ta sử dụng cái chai dầu gội đầu hoặc là chai sữa tắm, nó có cái cầm xịt như thế này. Nếu để nguyên như vậy bấm thì nó ra một lượng rất là nhiều, chúng ta sử dụng không hết, nó lãng phí. Bây giờ làm theo cách này thì nó ra một lượng vừa phải, đủ xài, rất là tiết kiệm. Chúng ta dùng cái cọng dây rút quấn quanh cái cầm xịt này 1-2 vòng và thắt cái cọng dây rút lại. Làm như vậy bây giờ chúng ta bấm, nó chỉ ra một lượng vừa phải đủ xài. Tạm biệt các bạn. Chào các bạn, chỉ cần một đoạn kẽm nhỏ, chúng ta làm cái dụng cụ cắt băng keo rất là dễ dàng. Sử dụng một đoạn kẽm vòng qua cuộn băng keo và cắt lấy một đoạn, xoắn lại ha. Và cái đoạn kẽm này có thể di chuyển tới lui nè. Khi chúng ta cắt băng keo thì di chuyển ra xa. Làm như vậy cắt rất là dễ dàng. Chúc các bạn thành công.